Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tắt âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo, xin mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính hành lễ sư, con kính hành lễ quý cô tu nữ, con xin thay mặt cô chú học viên trong room tụng kinh Tam Bảo. Sake kame cha rupe giri sikhara tate chantali khe vimane dipe rathe jaga me taru anagahane geha vathom hi khete phomma cha jantu dekwa chala thala visame rakha gandha panagam te thanta santi ke yang muni varavachanam sathavo me sonantu tham Thì tạng xa ri ri ca tha tu ma
vi sati sata saha san ne na ma me se ra sa aham te sang thamman ja sang han ja dare na nama mi ham nama karanu pa ve na han tua sa pe upata ve aneka antaraya pe ve na san tua se sa to sa pe purati ma yani sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe purati ma ya anu ni sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe da ki na yani sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe da ki na ya anu ni sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe ba chi ma yani sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe ba chi ma ya anu ni sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe uttara yani sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe uttara ya anu ni sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe upari ma yani sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe heti ma yani sa ya sa ta ave ra sukhi han tu sa pe sa ta ave ra han tu sukhi ta han tu ni do kha han tu abya pa ja han tu ani kha han tu ni kha yu ka han tu aro ka han tu sam ba te hi sa me chan tu sukhi atta nam Pariharan tu dukha patta cha nidukha phaya patta cha niphaya soka patta cha nisoka hantu sape vibhani no akasatha cha phumma thali guanaka mahitikan ponyang no anumodan tu jirang rakhan tu sasanam akasatha cha phumma thali guanaka mahitikan ponyang no anumodan tu jirang rakhan tu no garo akasatha cha phumma thali guanaka mahitikan ponyang no anumodan tu jirang rakhan tu nyata yo akasatha cha phumma thali guanaka mahitikan Quan nhang no anumodan tu jirang rakhan tu ba mi no akasatha cha phumma thadi guanaka mahitikan Quan nhang no anumodan tu jirang rakhan tu no sadang idang watano quan nhang asawa khaya wahang ho tu anagati kale sadhu sadhu Sa thú, sa thú. Thời Kinh Tam Bảo đã tụng xong. Kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ con kính dâng mít đến sư. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Kính lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, hôm nay thì... Và chào các đạo hữu ạ. Dạ, chào các đạo hữu. Hôm nay thì sửa tiếp bài tập số 11 phải không? Biết anh các Khánh có lên lớp chị nhé. Dạ Khánh đang vô đó sư. Nếu Khánh vào rồi Khánh mở bài tập số 11 cho lớp sửa luôn anh các Khánh ơi. Nhưng trước mình đang sửa bài 11 cái gì đó.
phần bài tập nâng cao. Đã mình đọc rồi bên cho nên bữa nay mình sửa luôn. Dạ phần tiếng Malaysia tiếng Việt giỏi thưa sư. Các Khánh nghe tôi nói không? Vô học nha chị Mông. Dạ, dạ có sư. Dạ, dạ không mày. Số 11 con cho lớp sửa luôn. Lớp nhớ tải bài tập quyền làm trước. Để khi mình sửa thì sửa nó nhanh hơn. Cho nên khi đưa lên lớp học mình mới sửa thì chúng ta sẽ làm rất là chậm, về thì nó mất nhiều thời gian. Thay vì mình xem bài trước lên thì mình sửa, mình có thể sửa tại nhà trước rồi mình chỉ ghi lại cho nó nhanh. Vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian để mình học cái khác. Nếu mà mất thời gian gì sửa bài nhiều quá thì mình học sẽ lâu hơn. Để bài tập số 11. Số 11 thì phần cơ bản mình sửa rồi. Phần nâng cao thì phần Bali và tiếng Việt mình cũng sửa rồi. Giờ phần Việt và Bali. Giờ ai sửa được câu nào mình chọn câu đó để... Bạch sư con xin sửa câu 5 ạ. Ai sửa được câu nào mình sửa câu đó. Chọn để mình đừng có trùng với nhau. Thưa sư, con xin sửa câu số 1 ạ. Thank you.
Dạ, chị Ánh ơi, cho em hỏi hình như cái bài Bali 11 này hình như qua cái quyển mới sao này không có khác hả? Không chị? Phần bài tập nâng cao nó là trên file đó chị ơi. À. Dạ. Vậy phải để đeo gì? Thân sư công sửa câu 2. Chứ còn câu 3, câu 4. Con sửa câu 4. Con sửa luôn câu 3.
Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi hiện ta xem câu 1. Câu 1. Tôi đã cười vì thái tử, thì đạt ta chắc chắn sẽ trở thành Phật. A hang a tin. Tôi cười vì cái thật sự thật ta khi thất thá ra chắc mà rô bút thô á à không biết thật tí. Câu này cũng đơn giản. Câu số 2, các bà la môn kami thông thái sẽ đặt tên cho thái tử trong cung điện. Các bà la môn thông thái Mahalaka à, các bà la môn kami thông thái Mahalaka Pahusutta Brahmana sẽ đặt tên cho thái tử trong cung điện. Arisanti Namang Raja Umaraya Imana Minh sẽ đặt tên. Này phải chữ Raja Umarasa thì chẳng biết mà nó mình trong cung điện. Còn số ba hồi nãy ra giá cũng được mà hả sư, sư sư hồi nãy cũng được mà hả sư, thứ tư nhưng mà là cái đó nó hay lộn với nữ tính cho nên tại cái này cho nó rõ. Sau khi ban hàng hoàng hậu Mahamaya sẽ sinh về cõi trời chú ý tác Mahamaya Maritua Nipati Sati Sakti Tân về cõi trời Tuti Tăng hoặc là viết ghép nó luôn. Tôi xin tắt sắc ghê luôn, gọi trời tôi xin tắt ghép nó luôn đi. Sau khi thấy thái độ kỳ lạ của đạo sĩ Asipat đã hỏi ông thầy, cái câu này câu ngắn ngắn mà nói là ngành cao chứ thực sự là nó chỉ thắt chút đỉnh về mặt văn phạm thôi chứ từ vựng câu rất là đơn giản. Sutu đã nói ra cha Asipata Pasapa Aputehi Akapehi. Sau khi thấy thái độ tại vì cái thái độ ở đây mình thấy xuống nhiều là thấy tức là mình cười và khóc cho nên ở đây những thái độ đi sửa cái câu này tí. Sau khi thấy những thái độ kỳ lạ mình ở đây tại chữ Aputehi Akapehi. Câu số 5,
Thái tử sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình và sẽ trở thành Phật. Thái tử sẽ xuất gia, chữ Thái tử ở đây chỉ có chữ Rajakumaro thôi, và chữ tiếp Phật Thái. Phật Bích Chí Sơ Tí Agarama Anagari Giang này, chữ M nên sửa lại M chấm, không ai biết được. Phật Thăng Phổ Bí Sơ Tí này, chữ chán bỏ đi, chữ chán này không cần thiết. Tự sẽ xuất gia, tự bỏ gia đình, nghĩa là cái chữ này mình dạy chữ pháp với chí toa. Cái chữ sẽ nên là gì theo cái thì phía sau. Tự sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không nhận định. Wow. Qua tôi chưa phá vít sát tí hay phá bá sát tí được. Maritua này là này Maritua không? Maritua à. Ủa cái câu năm nó là bút thăng luôn hả Sơn, không phải là bút thô hả Sơn? Là bút thô nữa, chị đã quên mất. Câu thứ năm bút thô không biết. Con không thấy. Ừ. Ở lớp sửa đây, anh chưa sửa bài được sửa đi, trở lại chúng ta học bài mới nha. Tiếp xuống coi chung một luôn anh. Mở lớn ra cho dễ đọc các khán ơi. Dạ. Yeah. À, có khoảng cách giữa mấy dòng đó hả cô? Ủa thưa sư, cái từ Maritua mới là con Maritua chứ Maritua đâu sư? Maritua mà. Maritua là giết chết chứ không phải chết đâu. Dạ. Chữ Maritua là giết chết. Dạ. Còn Maritua băng hà hả?
Khánh kéo xuống đi, chân chụp cái để lát chân gửi cho nhóm cho nó nhanh Khánh ơi. Yeah, ok. Ừ, cho con hỏi sư, cái từ mà tu si tá phá quá hay là tu si tá phá quanh ná sư, tại sư có viết hai cái khác nhau đó sư. Đây là tài chữ sắc khác rồi. Sao? Không, ý con nói trong từ điển, con nói trong từ điển thôi chứ con có đại học. Có cái phao quá, có cái phao phao quá ná. Nhưng mà từ nào đúng? Tám phao quá là nam tính. Cái tám phao quá ná là trung tính. Dạ. Dạ con hiểu rồi sao? Xong rồi đó Khánh ơi. Rồi ok. Đang được thở làm được. Có nghe được hay không đây? Rồi mình học bài nha. Bài nói bài số 12. Bài số 12 là đời sống nhung lụa. Thái tử khi ta tá vào thăm hôn chúa Yathothara vào hoàng nam Rahula trước khi ngài ra đi xuất gia để tìm cầu đạo giải thoát. Phần trọng tâm thì ngoài phần lịch sử thì có phần tính từ, danh từ nam tính, vị ngữ ý như là ý tí cuộc đời Đức Phật. Về phần lịch sử, có đoạn lịch sử ngắn đây. Sau ngày lễ thành hôn của thái tử, đức vua cho xây ba tòa lâu đài lộng lẫy rộng lớn để sử dụng theo ba mùa là mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Thái tử cùng công chúa Yathothara sống rất hạnh phúc suốt 13 năm trong các tòa lâu đài ấy. Lúc bây giờ công chúa đã hạ sinh được một hoàng nam khôn ngô túng tú tên là Rahula. Dù sống trong cung hoàng điện ngọc bên bờ đẹp và con thơ, nhưng Bồ Tát vẫn không đắm mình trong việc thọ hưởng ngũ dục. Vì thế không bao lâu thái tử đã ra đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Từ một vị vương tử, ngài trở thành một tu sĩ để tìm cầu chân lý với ước muốn. Ta sẽ thuyết pháp khiến nhân thiên thoát khỏi sự sinh già bệnh tật. Vậy chúng ta học một số từ vựng liên quan đến đoạn văn này. Ở đây là từ vựng có Kareti, Quý Mana, Pa Sa Đá, Tu hành á, mấy giác nghĩ mà nè. Tu hành á, mấy giác nghĩ mà nè. Vít thật tá, mát hành tá, đá sân nì giá, đá sân nì giá, u tú, phá ri già, u tá cá, áp phi rù quá, Pachati, Panchakama Guna, Muni, Pariyesati, Sacchathamma, Deva Manusa, Pamunjeti, Yati, rồi đó là phần ngữ vựng gì vậy? Mời lớp đọc phần ngữ vựng này đi. Ai đọc được trước giơ tay lên trước đi. Anh Khánh mời lớp đọc phần ngữ vựng.
Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc chữ vựng ạ. Kareti là cho xây, ví mã ná, ba sa đá, lâu đài cung điện. Suvana, má giá, ví mã ná, lâu đài bằng vàng. Vít tha tá, rộng, má hăng tá, lớn. Đát xá ni giá, đẹp, ú tú, mùa. Phá rí gia, vợ. Bút tá cá, con thơ. Á phí ru bá, khôi ngô. A bách chá tí, đắm mình. Tanh chá, ca má gú ná, ngũ dục. Mú ní, tu sĩ. Bá rí dê, xá tí. Không, bá rí dê, xá tí, tìm cầu. Sư sư kéo lên chút. Sắc chá thăm má, chân lý. Đề vá má nút xá, nhân thiền. Bá môn chê tí, khiến thoát khỏi. Gia thí, gia thí, sự bệnh. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Dự Bảo. Dạ, bạch sư, con thân xin đọc ngữ vựng ạ. Ca rê tí là cho xây, quý ma ná, ba sa đá, lâu đài cung điện. Xú quanh ná, má giá, quý ma ná, lâu đài bằng vàng. Quýt thá tá, rộng, má hanh tá, lớn. Đát xá ni giá, đẹp, ú tú là mùa. Phá rí gia, vợ. Bút tá cá, con thơ. Á phí ru bá, khôi ngô. A bách chá tí, đắm mình. Banh chá ca má gú nô, ngũ dục. Banh chá ca má gú na, ngũ dục. Mú ni là tu sĩ. Bá rí dê xá tí, tìm cầu. Sách chá thăm má, chân lý. Đề quá má nút xá, nhân thiên. Bá muôn chê tí, khiến thoát khỏi. Gia thí, bi gia thí, sự bệnh. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc ngữ vựng ạ. Ca rê tí cho xây, vi ma ná, pa sa đá, lâu đài, cung điện. Su quan ná, má giá, quý ma ná, lâu đài bằng vàng. Quýt thá tá, rộng. Má hanh tá, lớn. Đá xá ni giá, đẹp, ú tú, mùa. Bá rí gia, vợ. Út tá cá, con thơ. Á pí ru bá, khôi ngô. Á bá chá tí, đắm mình. Pan chá ca, má gú ná, ngũ dục. Má gú ná, ngũ pan chá ca, má gú ná, ngũ dục. Mú ní, tu sĩ. Bá rí dê xá tí, tìm cầu. Sách chá thăm má, chân lý. Đề quá má nút xá, nhân thiên. Bá môn chê tí, khiến thoát khỏi. Vi gia thí, sử bệnh. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin đọc biểu phẩm ạ. Cá rê tí là xây, quý ma ná, ta sa đá, lâu đài, cung điện. Xú quanh ná, ma giá, quy ma ná, lâu đài bằng vàng. Quýt thá tá là rộng, má hành tá là lớn. Đát xá ni giá là đẹp, ú tú là mùa. Pra-ri-ya là vợ. Bút tá cá là con thơ. Á phi ru bá là khôi ngô. A bách chát tí là đắm mình. Tanh chá ca măng gu ná. Tanh chá ca má gu ná là ngũ dục. Mú ní là tu sĩ. Pá rí dê sát tí là tìm cầu. Sát chá thăm má là chân lý. Đê quá má nút xá là nhân thiên. Ba môn chê tí là khiến thoát khỏi. Gia hí, gia thí,
là sự bệnh. Dạ, bạch sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thầy sư xin đọc ngữ vựng. Karati cho say quý minh ná ba sa đá lâu đài cung điện chú quanh ná mái giá quý minh ná lâu đài bằng vàng quýt thá tá rộng má han tá lớn đất xá ni giá đẹp ưu tú mùa Phariya vợ quýt tá cá con thơ a phí ru bá khôn ngô a bát chá tí đắm mình bình cha kè mê gú ná ngũ dục gú ní tu sĩ bari ye xá tí tìm cầu sắc chế tham má chân lý đề quá mê nút xá nhân thiên ba mùn chê tí khiến thoát khỏi quý gia thí sự bệnh. Dạ thầy sư xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Kariti cho say quý ma ná hoặc là ba sa đá lâu đài cung điện chú quanh ná ma giá quý ma ná lâu đài còn giết thật tá ná hân tá lớn đất sẽ như giá đẹp ú tú mùa phá đi ra vợ út bà cá con thơ a phí ru bá khôi ngô a bất trả tí nắm mình đăng trả ca mà vui ngá ngũ dục mưu ní tu sĩ đã đi về và tí tìm cầu sách trả thăm má chân lý đi quả má mức xá nhân thiên đã mừng chê tí khiến thoát khỏi gia thí sự bệnh đã tôi xin được xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư con xin đọc ngữ vựng. Kare tí cho say quý ma ná ba sa ná lâu đài cung điện su hoàn ná má giáo quý ma ná lâu đài bằng vàng quý thá tá rộng má hành tá lớn, đất xanh ni giá đẹp, ú tú mùa, phá ri gia vợ, út tá cá con thơ, áo phi ru bá khôi ngô, a bát chá tí đắm mình, bàn chá ca má gú ná ngũ dục, mu ní tu sĩ, phá ri dê xá tí tìm cầu, xác chá thầm má chân lý, đề quá má nú xá nhân thiên, phá mùn chệ tí khiến thoát khỏi. Gia thí sự bệnh. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Rồi, dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng này. Kariti là cho say quý nà quý má ná ba sa đá lâu đài cung điện su quán ná ma giá quý ma ná là lâu đài bằng vàng quý thá tá là rộng má hăng tá lớn đa xá ni giá là đẹp ưu tú là mùa phá ri gia là vợ bú tắc cá con thơ a phí rú bá khôi ngô a bá chát tí đã đắm mình ban chá ca má vú ná ngũ dục mu ní tu sĩ ba rí dê sát tí tìm cầu sách chá thăm ma là chân lý đê quá má nút xá là nhân thiên bá muôn chê tí khiến thoát khỏi
Gia thí. Gia thí là sự bền. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Ôi ơi sư. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Dạ thưa sư các Phật tử đã đọc xong rồi. Sư chưa mở mic. Là em mang học phần tiếp theo. Chúng ta học phần tính từ. Anh này cũng là một phần mới từ trước hôm nay thì mình chỉ học hai phần đó là một phần danh từ, một phần động từ. Hôm nay thì mình học thêm một phần mới đó là phần tính từ. Thì ở đây tính từ trong tiếng Pali là tiếng phụ hòa với danh từ, sự vật chỉ thể chất hay tính chất của danh từ, sự vật ấy cho được rõ ràng, linh động, thêm ý nghĩa. Ở đây mình có hai loại tính từ phân theo hình thức. Thứ nhất đó là thuần tí tính từ. Thuần tí tính từ ở đây là những tiếng tính từ thực chất có nội dung miêu tả về tính chất, thể chất hay phẩm chất của sự vật. Ví dụ như là Dahara, Rajakumara, những vị hoàng tử trẻ, Apirupayo, Khatiyakanyayo, những cô công chúa đẹp. Vitakani, Suvannamayavimani, các tòa lâu đài bằng hoàn trọng. Thì ở đây mình có chữ Dahara, Apirupa, Yo, Apirupa, Yo, Vitatani là các dùng ví tính từ. Thứ hai nữa là chuyển hóa tính từ. Chuyển hóa tính từ tức là bản thân nó thì nó không hẳn là tính từ, là nó chỉ trở thành tính từ khi nào nó đi kèm cho một, đi chung với một danh từ. Còn nếu mà nó đi một mình nó thì nó đóng vai trò như là một danh từ. Thì ở đây ví dụ mình đã cho một cái ví dụ là thanh á quan ta quan ni cha, những thương gia giàu có. Thì ở đây cái chữ thanh á quan tú bản thân nó là dạng danh tính từ, tức là nó vừa danh từ vừa là tính từ, nó đóng vai trò tính từ khi nào nó đi chung với một danh từ. Còn nếu mà một mình nó thì nó là danh từ. Hoặc là vô cuối xô, người đàn ông nào, để nên chữ giá là quan hệ đại danh từ. Thì nếu mà nó đi một mình nó thì nó đóng vai trò như là một danh từ, nhưng mà nếu mà nó đi kèm với một danh từ nào đó thì nó đóng vai trò là tính từ. Thì đó là hai hình thức tính từ mình học ở trong bài này. Về cách sử dụng tính từ, tính từ thì nó luôn phải đồng tính, đồng cách, đồng ngữ số với danh từ mà chúng đứng cùng nghĩa. Là lúc nào tính từ nó cũng là đồng tính, đồng cách, đồng số. Và từ đến khi mình học cao tí nữa thì mình có tính từ số đếm thôi, thì nó không có đồng số, không có đồng tính. Nhưng mà thường phổ thông thì các tính từ thì nó đồng tính, đồng cách và đồng số với danh từ. Ví dụ ở đây để cho mình có ví dụ nè: Pahuka Chana Gajitwa Mahapothin Wanditwa Rominsu
nhiều người sau khi đi đến đảnh lễ cây đại thọ bồ đề hoặc khóc. Để ở đây mình có chữ Pahuka, nó là tính từ của chữ Chakma, thì nó vừa đồng tính, đồng cách và đồng số. Tức là nói dạng ở đây là danh từ nam tính chủ cách số nhiều, thì ở đây nó cũng là nam tính chủ cách số nhiều. Câu thứ hai đó là Raja Raja Puma Raksa Vithate Chakmaham Te Chak Vimane Karesi, Đức vua cho xây các tòa lâu đài rộng và lớn dành cho thái tử. Thì ở đây mình có tòa lâu đài là Vimane, các tòa lâu đài là Vimane, danh từ trung tính ở đối cách số nhiều. Đối cách số nhiều thì ở đây chữ Mahante Vitante nó cũng là chia ở dạng danh từ trung tính, nó chia giống như danh từ trung tính ở đối cách số nhiều. Ở đây thì Vimane hoặc là Vimanani, tại ở đây nó là dạng danh từ trung tính. Tại sao mình sẽ sửa lại cho dạng Ani cho nó dễ nhận hơn, để không mình cũng dễ lộn với danh từ năm. Thì ví dụ ở trên thì Pahuka Vithate Mahante là danh từ trung tính. Thì học về tính từ, dạng tính từ, thì học về tính từ nó sẽ giúp cho mình viết được thêm câu rộng hơn. Trước đây thì mình chỉ viết một câu, đó là danh từ, một danh từ là chủ từ, một danh từ là túc từ, sau đó là động từ. Rồi nếu mình biết sử dụng được bất biến quá khứ phân từ thì mình xem vào bất biến quá khứ phân từ. Hoặc là bị biến cách. Nhưng mà ở khi mình học thêm được phần tính từ á, ví dụ mình đề cập xong một danh từ, mình có thể thêm cho cái danh từ đó bằng một tính từ nữa. Ví dụ diễn tả, ví dụ như là vị thái tử cao, vị thái tử trong khôi ngô tuấn tú, cô gái đẹp, căn nhà rộng, ví dụ vậy, căn nhà rộng, căn nhà lớn, ví dụ vậy, thì cái câu nó sẽ được dài hơn. Rồi đây là một số tính từ. Thật ra tính từ thì nó rất là nhiều, ngôn ngữ nào nó cũng vậy, tính từ nó rất là nhiều. Ở đây mình mới học tìm liệt kê một số tính từ để mình tập đặt câu sau này thôi. Ví dụ như là ở phía ru phát, khôi ngô, a mát, chư chính, quyết giác, cao, ô đà tát, trắng, cà lát, đen, đắc sân đi giá, đẹp, đá rá, rẻ, đi khát, dài, đúc ba lát, yếu ớt, ốm yếu, đi chát, thấp, bạc, cát, chứng, phi tát, hoàng, ba la hoàng tốt, mạnh mẽ, ba hú cát, ba hú nhiều, máy chi mát, tùng tính, ma hành tát, lớn, rát sát, ngắn, phí thân tát, rộng, xăm ba khát, hẹp, su ru phát, đẹp, lịch sự. Thì tất cả các tính từ này á, nếu mình chia nó ở dạng nam tính thì mình chia giống như là Nara, ở dạng nữ tính thì mình chia nó giống như là Amma, ở dạng trung tính thì mình chia giống như là Kula, chỉ ngoài trừ một số tính từ như ví dụ như là Palavantu thì nó dạng tính từ mà tính từ chuyển hóa. Ở đây phần lớn là tính từ thuần túy, vì tính từ chuyển hóa nó có cái bản chia riêng của nó cho nên hơi khó, cho nên ở đây mình không có đề cập nó nhiều. Sau này thì ở quyển 2 chúng ta sẽ học thêm cái phần này. Với cái tính từ mà hành tác nó cũng có bản chia riêng của nó, ở phần phía sau sách mình có đề cập cái bản chia. Nếu mình muốn sử dụng cái chữ mà hành tác thì mình phải chia giống cái bản chia của nó, chứ không chia theo nam tính, nữ tính, trung tính của danh từ. Cái bản chia của danh từ mà nó có một cái bản chia riêng thì nó cũng gần giống nhau thôi. Rồi bây giờ mời lớp tập đọc một số tính từ này đi.
chúng ta khánh mời lớp và đọc phần tương tự. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Bạch sư, con xin đọc một số tính từ. Á phí ru bá khôi ngô, a má chưa chín, út chá cao, ô đa tá trắng, ca lá đen, đá xá ni giá đẹp, đá há rá trẻ, đi khá dài, đốt phá lá yếu ớt ốm yếu, ni chá là thấp, bắc khá là chín, bi tá là vàng, bá lá quanh tú mạnh mẽ, bá hú cá, bá hú nhiều, má chí má trung bình, má hành tá lớn, rá xá là ngắn, quýt thá tá là rộng, sam ba thá là hẹp, xú ru bá đẹp lịch sự. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số tính từ. Á phí ru bá khôi ngô, a má chưa chín, út chá cao, ô đa tá là trắng, ca lá đen, đá sa ni giá đẹp, đá há rá trẻ, đi khá dài, đúc ba lá yếu ớt ốm yếu, ni chá thấp, bắp khá chín, bi tá vàng, bá lá quanh tú mạnh mẽ, bá hú cá, bá hú nhiều, mắt chi má trung bình, má hăng tá lớn, rát xá là ngắn, quýt tha tá rộng, sam ba thá hẹp, xú ru bá đẹp lịch sự. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số tính từ ạ. Á phí ru bá khôi ngô, a má chưa chín, úc chá cao, ô đa tá trắng, ca lá đen, đá xá ni giá đẹp, đá há rá trẻ, đi khá dài, đúc ba lá yếu ớt ốm yếu, ni chá thấp, bắc cá chín, pi tá vàng, ba lá quan tú mạnh mẽ, bá hú cá, bá hú nhiều, mắt chí má trung bình, má hành tá lớn, rá xá ngắn, ví thá tá rộng, xăm ba thá hẹp, xú ru bá đẹp lịch sự. Bạch sư, con đọc xong ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số tính từ. Á phí ru bá là khôi ngô, a má là chưa chín, út chá là cao, ô đa tá là trắng, ca lá là đen, đá sa ni giá là đẹp, đá ha rá là trẻ, đi gá là dài, đúc pa lá là yếu ớt ốm yếu, ni chá là thấp, bắc cá là chín, y tá là vàng, bá lá quanh tú là mạnh mẽ, ba hú cá, ba hú là nhiều, mắt chí má là trung bình, má hành tá là lớn, rát xá là ngắn, vít thá tá là rộng, xăm bá thá là hẹp, xú ru bá là đẹp lịch sự. Và sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số tính từ ạ. A phí ru bá khôi ngô, a má chưa chín, út chá cao, ô đa tá trắng, ca lá đen, đắc xá ni giá đẹp, đá há rá trẻ, đi giá dài, đắc lá yếu ớt ốm yếu, ni chá bắt tá chín, ti tá vàng, bá lá văn tú mạnh mẽ, bá hú cá, bá hú nhiều, mắt chi má trung bình, má hăng tá lớn, rác xá ngắn,
Vikhata rộng, Sambhata hẹp, Surupa đẹp lịch sự. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc một số tính từ: Aphirupa khôi ngô, A má chưa chín, Út trá cao, Ô đà tá trắng, Ca á đen, Đa sa ni giá đẹp, Đa ha rá trẻ, Đi khá dài, Đức ba lá yếu ớt ốm yếu, Ni trá thấp, Bắc cá chín, Y tá vàng, Ba la hoàn tú mạnh mẽ, Ba hú cá, Ba hú nhiều, Ma chi má trung bình, Ma hành tá lớn, Rá xá ngắn, Quyết thá tá rộng, Samba thá hẹp, Surupa đẹp lịch sự. Giờ thư sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa, con xin phép được đọc. Aphirupa khôi ngô, Amma chưa chín, Út chá cao, Út đa tát trắng, Khà lá đen, Tát xanh ni giá đẹp, Đá há rá trẻ, Tiết khà dài, Đúc bá lá yếu ớt ốm yếu, Ni chá thấp, Bát cá chín, Vi tá vàng, Phá lạ quan tú mạnh mẽ, Bá hú ca, Bá hú nhiều, Mắt chít ma trung bình, Mắt hành tá lớn, Rát xá ngắn, Quýt thá tá rộng, Xăm bà thá hẹp, Su ru bá đẹp lịch sự. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc một số tính từ: Aphirupa khôi ngô, A má chưa chín, Út chá cao, Ô đa tá trắng, Ca lá đen, Đa sa ni giá đẹp, Đa ha rá trẻ, Đi khá dài, Đúc ba lá yếu ớt ốm yếu, Ni chá thấp, Bắc cá chín, Bi tá vàng, Ba lá quanh tú mạnh mẽ, Ba hú cá, Ba hú nhiều, Mắt chí má trung bình, Má hành tá lớn, Rá xá ngắn, Quýt thá tá rộng, Xanh ba thá đẹp, Chú ru bá đẹp lịch sự. Dạ thưa sư xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nó không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Bây giờ chúng ta học thêm cái bản danh từ năm ứng về ngữ ký như là ý sĩ, ẩn sĩ ha. Đây là bản chia đầy đủ. Chủ cách số ít ý sĩ, số nhiều ý sĩ, ý sách vô. Đối cách số ít ý sinh, số nhiều ý sĩ, ý sách vô. Sử dụng các số ít ý sĩ na, số nhiều ý sĩ hí, ý sĩ phí. Chỉ định các số ít ý sĩ no, ý sĩ sát, số nhiều ý sĩ năng. Số các số ít ý sĩ na, ý sĩ ha, ý sĩ ma, số nhiều ý sĩ hí, ý sĩ phí. Sử thuộc các số ít ý sĩ no, ý sĩ sát, số nhiều ý sĩ năng.
đền sa cát su ít ít sim hi ít ít mình su nhiệt ít si su hô cát su ít ít si su nhiệt ít si ít say vô. Bây giờ chúng ta tập chia theo cái bảng chia tóm tắt đi cho nó dễ nhớ ha. Rồi đây là cái bảng chia tóm tắt. Bảng miếng cách của danh từ nam tính bị ngữ ý như là ít tí, chủ cách số ít. Ở đây thì mình chọn các danh từ nào thành cùng bằng ý ở dạng nam tính thì mình sẽ chia giống như bảng chia này. Vậy nhớ lúc chia thì chúng ta bỏ cái chữ ý này ra, vì cái chữ ý này người ta đã đem nó xuống dưới đây rồi. Để đây mình có chủ cách số ít đó là ít tí, số nhiều ít tí, ít xanh vô. Đối cách số ít ít sinh, số nhiều ít si, ít say vô. Sử dụng cách số ít ít si na, ít si hi, ít si phí. Chỉ định cách số ít ít si no, ít si sát, số nhiều ít si năng. Sử dụng cách số ít ít si na, ít si ha, ít si ma, số nhiều ít si hi, ít si phí. Sử dụng cách số ít ít si no, ít si sát, số nhiều ít si năng. Định sử dụng cách số ít ít si hi, ít si minh, số nhiều ít si xúc. Cô cắt số ít ít số nhiều ít si ít say vô. Đó là bản tập chia của danh từ nam tính bị ngữ ý. Bây giờ lớp chọn một danh từ nào đó mà danh ở dạng nam tính bị ngữ ý để mình tập chia cho cái bản này, hoặc là chia theo cái danh từ cũ này cũng được. Ở trong sách mình thì người ta có trong một số danh từ nam tính bị ngữ ý, chúng ta sẽ có thể lấy các danh từ đó để mình tập chia. Là các khánh mà rất chia bài học này. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia danh từ nam tính muốn ní là tu sĩ thư. Chủ cách số ít muốn ní, số nhiều muốn ni, muốn nói vô. Đối cách số ít muốn ninh, số nhiều muốn ni, muốn na vô. Sở dụng cách số ít muốn ni na, số nhiều muốn ni hí, muốn ni phí. Chỉ định cách số ít muốn ni no, muốn ni xá, số nhiều muốn ni năng. Xuất sức cách số ít muốn ni na, muốn ni ha, muốn ni sma, số nhiều muốn ni hí, muốn ni phí. Sở thuộc cách số ít no xá nhiều. Các số muốn tìm hi muốn nhiều muốn nhiều số nhiều muốn muốn nhiều sự xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Sư, con xin tập chia các danh từ nam tính có vị ngữ ý giống như là á thí bá tí là nhà lãnh đạo. Chủ cách số ít á thí bá tí, chủ cách số ít á thí bá tí, số nhiều á thí bá tí, á thí bá vô, bá tá vô. Chủ cách số ít á thí bá tí, số nhiều á thí bá tí, á tí á thí bát tá vô. Sử dụng cách số ít á thí bát tí na, số nhiều á thí bát tí hí, á thí bát tí phí. Chỉ định cách số ít á thí bát tí nô, á thí bát tí xá, bát tí xá, số nhiều á thí bát tí năng. Xuất xứ cách số ít á thí bá tì na, á thí bá tìm hà, á thí bá bá tít ma, số nhiều á thí bá tì hí, á thí bá tì phí. Sở thuộc cách số ít
A thí patino. A thí patisa. Số nhiều. A thí patinang. Định sở cách số ít. A thí patim hí. A thí patismin. Số nhiều. A thí patisú. Khô cách số ít. A thí patí. Số nhiều. A thí patì. A thí patá vô. Con xin hết ạ. À. Dạ, mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin từ nam tính có biến cách vĩ ngữ ý như là thí chú tôi quýt thí số nhiều, quýt thi, quýt thá dô, đối cách số ít, quýt thinh, số nhiều, quýt thi, quýt thá dô, sử dụng số ít, quýt thí na, số nhiều, quýt thi hí, quýt thi phí, chỉ định cách số ít, quýt thí nô, quýt thí xá, quýt thí xá, số nhiều, quýt thi năng, xuất xứ cách số ít, quýt thí na, quýt thim hà, quýt thí mà, số nhiều, quýt thi hí, quýt thi phí, sở thuộc cách số ít, quýt thí nô, quýt thí xá, số nhiều, quýt thi năng, định sở cách số ít, quýt thim hí, quýt thí minh, số nhiều, quýt thi xú, hô cách số ít, quýt thí, số nhiều, quýt thi, quýt thá dô. Bạch sư con đã xong ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia bảng biến cách của danh từ nam tính vị ngữ ý là sam, ma thí là thiền. Chủ cách số ít, samathí nhiều, samathí, samathazo, đối cách số ít, samathí số nhiều, samathí, samathí, samathazo, sử dụng cách số ít, samathí na số nhiều, samathí hí, samathí phí, chỉ định cách số ít, Sanatino, Sanatitsa, số nhiều Sanatinang, xuất xứ cách số ít, Sanatina, Sanatimha, Sanatitma, số nhiều Sanatihi, Sanatifi, sở thuộc cách số ít, Sanatino, Sanatitsa, số nhiều Sanatinang, định sở cách số ít, Sana thinh hí, sana thích minh, số nhiều, sana thinh năng. Định ở cách số ít, sana thinh hí, sana thích minh, số nhiều, sana thi số, hô cách số ít, sana thí, số nhiều, sana thi, sana thá rô, thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nam tính vị ngữ ý như là cá há pá tí gia chủ. Chủ cá số ít, cá há pá tí số nhiều, cá há pá tí, cá há pá tí vô, cá há pá tá vô, đối cá số ít, gá há pá tình số nhiều, gá há pá tì, gá há pá tá vô, sử dụng các số ít, gá há pá tí nà số nhiều, gá há pá tì hí, gá há pá tà, tì phí, chỉ định các số ít, gá há pá tí nô, gá há pá tí xá số nhiều, gá há pá tì năng, số sư các số ít, gá há pá tí nà, gá há gá há pá tìm hà, gá há pá tisma số nhiều, gá há pá tì hí, gá há pá tì phí, sở thuộc các số ít, gá pá há tí nô, gá há pá tí xá số nhiều, gá há pá tì năng, định sở các số ít, gá há pá tìm hí, gá há pá tismin số nhiều, gá há pá tì số,
hô cá sốt ga ga há pá tí số nhiều ga há pá tì ga há pá tá vô. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin chia danh từ nam tính chuyển ngữ ý như là á hí là con rắn, chủ cách số ít là á hí, số nhiều là á hi, á ha vô đối cách số ít là á hí sinh, số nhiều là á hi, á ha vô sử dụng cách số ít là á hi, á hi ma, á hi na, á hi na, số nhiều là á hi, á hi, á hi phi, chỉ định cách số ít là á hi no, á hi sa, số nhiều là á hi na, xuất sắc cắt là á hi na, á him ha, á his ma, số nhiều là á, á hi hí, á hi phí, sở thuộc cách là á hi no, á hi sa, số nhiều là á hi năng, định sở cách số ít là á him hí, á him, á his min, số nhiều là á hi su, hô cách số ít là á hí, số nhiều là á hi, á hai vô. Dạ bà sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bản tập chia các danh từ nam tính vị ngư ý như là Phù Bá Tý đức vua, chủ cách số ít Phù Bá Tý, số nhiều Phù Bá Tý, Phù Bá Tê Dù, đối cách số ít Phù Bá Tình, số nhiều Phù Bá Tý, Phù Bá Tê Dù, sử dụng cách Phù Bá Tý Nè, số nhiều Phù Bá Tý Hí, Phù Bá Tý Phí, chỉ định cách Phù Bá Phù Bá Tín Nô, Phù Bá Tín Xá, số nhiều Phù Bá Tín Năng, số chữ cách số ít Phù Bá Tín Nè, Phù Bá Tín Hà, Phù Bá Tín Mà, số nhiều Phù Bá Tí Hí, Phù Bá Tí Phí, sở thuộc cách số ít Phù Bá Tín Nô, Phù Bá Tín Xá, số nhiều Phù Bá Tín Năng, định sở cách số ít Phù Bá Tín Hí, Phù Bá Tín Mình, số nhiều Phù Bá Năng, Phù Bá Tì Sú, Hồ Cách, Phù Bá Tì, Phù Bá Tí, số nhiều Phù Bá Tì, Phù Bá Tây. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi. Dừng trả lời câu hỏi lực thời gian không đây. Xem mình trả lời câu hỏi nào được trả lời trước rồi thì sau mình sẽ làm gì. Câu một thì bỏ đi, hãy cho biết một vài tình tiết quan trọng trong đoạn văn. Mày khỏi đi ha. Câu số 2, cho biết hai loại tính từ trong tiếng Bali được phân theo hình thức là gì? Bài học nãy là gì? Hai loại tính từ là gì? Bạch sư, có hai loại tính từ là tính từ thuần tính, tí
thần túy và tính từ chuyển hóa tính từ. Số 3 đó là gạch chỉ các tính từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này sẽ đọc đoạn văn miễn ta làm. Câu số 4 là theo bài học này thì tính từ trong tiếng Pali được sử dụng như thế nào cho ví dụ? Ai trả lời câu số 4? Ai trả lời câu 4? Bạch sư, câu số 4 và trong bài học này con thấy tính sử dụng tính từ thuần tí nhiều nhiều ạ. Giống như là râu đài rộng lớn. Này người ta hỏi mình tính từ sử dụng như thế nào, xem trong bài học phải tính từ sử dụng như thế nào. Sư xin trả lời. Hai hình thức cách sử dụng tính từ là hai hình thức tính từ trên luôn phải đồng tính, đồng cách, đồng ngữ số với danh từ mà chúng đứng phụ nghĩa. Chỉ cần nói đồng cách, đồng ngữ số với danh từ thì chúng đứng phụ nghĩa là được rồi. Giờ câu số 6 thì nãy mình làm rồi, tìm các danh từ năng tính vì ngữ ý có biến cách như ý xí và tập di chúng thì mình làm rồi. Giờ câu số 5 đó là tập đặt câu. Tập đặt câu với các tính từ ví thập tá, ta sani giá, api ru phá, quy giá, đá ha rá và ma ha là cá. Giờ chúng ta tập đặt câu với các tính từ này. Ai đặt được từ nào thì đặt từ đó. Bạch sư, con xin đặt với từ api ru phá khôi ngô ạ. Bạch sư, con đặt từ đá xá ni giá. Các Khánh viết giùm cô luôn nha các Khánh. Đá xá ni giá khắp tí giá, khắp tí giá căn nhà vô những cô công chúa đẹp. Các Khánh cho anh mở trang trắng đi rồi copy các tính từ đó lên. Dạ. Để con lấy cái bài học. Biết không được anh viết chùm luôn đi, anh lạc thư đi chứng từ. Trong quyển giáo trình không sư? Giáo trình cũ không biết có hay không. Nè thì nó có bao nhiêu tính từ nữa. Vì thật ta đã sinh giá khi rụt qua ưu cha đã ra mà hẳn là các trong phần ngữ vựng còn. Yeah. Anh mở trang trắng đi, mở trang vật trắng rồi mình thấy lên. Không lấy cái phần ngữ vựng. Để nào viết đừng từ viết đi lẽ trong tin nhắn. Con xin viết đá ha rá thầy sư. Cái này trước hả chị ha? Thật
Thí ru phá hà ra chá cú mà ra mà ra các thánh. Dạ. Dạ. Áp rupa ra chá cú ma ra đến từ rồi á thì khánh mở cái bột nó nhanh hơn. Ừ. Ta đặt thành một câu ha, thành một viết thành một câu chứ không thể viết vậy được. Viết giống cho ví dụ một câu ở dưới sử dụng chứng từ đó thì được, viết vậy không được. Nhất là có chủ từ có động từ là đặt. Yeah.
chánh chỉnh dùm Bôn Chi Tôn mới khám, tại hồi nãy bấm lỗi, cái bàn phím lỗi. Dạ. Dạ. Bây giờ tạm như đây đấy, được nhiều hay nhiều đi, để sửa hết giờ. Nên đi. Giờ được chuyện gì, được mấy câu. Có ai biết rồi nữa không? Đá ra cây nhà phút thăng Bồ Chì Tùng Phúc Thăng Khi Na Tí, cô gái trẻ mua hoa cúng dường Phật Mahalaka Pramana Pasa Dasmi Ni Mante Tí. Các bạn làm môn mời. Câu này thiếu chút từ, câu này không được, chỉ được một câu à. Đã ra cây nhà phúc hàng của chị Tùng phúc hàng như kia này. Mới bỏ lên câu nữa Khánh. Dạ em copy lên luôn rồi chị. Orano appeal for Horiso Aramne Thamman Sunati. Chữ Sunati này em mở nở cái chấm chữ. Tại chùa người đàn ông. Ủa cái Ucho Odano này là gì? Ai biết câu này? Ucho là cha cao sư sư. Hả? Cao, tính từ cao, Ucho, Ucha. Người đàn ông cao, trắng, đẹp. Đang nghe pháp trong chùa. Chữ Odano này giống giống chữ cơm quá à. Odato hay như cái đánh lộn. Odata này được. Odato. Màu trắng không chị Hoa? Đồ Aramne Thamman Sunanti. Nghe pháp tại chùa.
Mahalaka Pramana này con này không được ha. Pauka Jana Gachitoa Mahapothin Vandiva Runinsu. Câu này viết lại chỉ viết đúng cái câu ví dụ của chúng ta. Viết lại mình phải chỉnh sửa cái gì đó cho viết nguyên thì cái câu của chúng ta viết làm gì. Ahang Ucha Ucham Hi Che Ham Hi Quá tham mi hàng này chỉ mờ này mờ chấm dưới quá tham mi tôi ở trong nhà cao chấm dưới rồi được rồi như đó đi rồi kỳ xong sẽ đọc đọc văn rồi đặt dưới phần tính thờ để sửa bài tập giờ mời lớp nghỉ đi. Mời cô cần cầm mic đi. Dạ, buổi học kết thúc, chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Pali cho chúng con. Dạ kính mở, dạ con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khan tu sa sa năng A ca sa tha cha phô ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khan tu nô ga ru A ca sa tha cha phô ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khan tu nhà ta vô Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô Anumodang Tuchirang Rakhantupanino Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô Anumodang Tuchirang Rakhantuno Sada Idang watano bunyang asawa kaya wang hon tuana gate kale. Sathu, sathu. Dạ, xin mời quý học viên trở lại lớp Pali 3 hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00. Chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe. Dạ, kính chào cả lớp. Dạ, con kính lễ sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, xin mời lớp này. Con kính đến lễ sư buổi học hôm nay ạ. Dạ. Nghe mẹ lớp nghỉ.